Ngày 15 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên khám xét Trung tâm Đăng kiểm Xe Cơ giới Đường bộ Bách Việt 7802D, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đăng kiểm Bách Việt tại xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên xác nhận thông tin trên. Theo ghi nhận, Trung tâm Đăng kiểm 7802D đóng cổng vào sáng ngày 15 tháng 3, không cho người lạ vào, hoạt động đăng kiểm tạm dừng. Bên trong, nhiều công an cùng lực lượng chức năng đang làm việc. Đến cuối giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an đưa ra xe công vụ nhiều thùng giấy. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, Trung tâm Đăng kiểm 7802D hoạt động từ tháng 10 năm 2020, là một trong ba trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ở tỉnh này.